Đây, xin chào mọi người. Một cuộc sống mới đây. Hôm nay đây là thay đổi là một cuộc sống mới để chuẩn bị cho 2024-2025 này. Hồi trước là mình quay là để mục đích để cho bà con là coi như coi cho vui, những ai chưa đi Hàn Quốc những cái gì gọi là quay cho vui. Nhưng mà mình vừa nghe tin một cái là về thời vụ được đi qua Hàn Quốc, cho nên là mình nghe là trong đó là từ có tỉnh Quảng Trị của mình, nên mình muốn nói với mọi người là cái gì là bà con là ai muốn đi thời vụ thì phải nên nhìn kỹ. Nếu như số tiền mình nghe thì số tiền mà đi thời vụ mà ở bên này là coi như hết là 45.000. À, 45 triệu chứ, quên nói 45.000. Là cái này 45 triệu là cái giá đó, mà bên Quảng Trị mình đi cũng giá 40 45 triệu đó cũng là đúng giá. Nhưng mà trong đó là coi như nói về môi giới, cho mình gọi là môi giới mình người làm giấy tờ đi. Thì trong đó họ có hưởng tiền nước tiền nong rồi rồi. Họ hưởng tất cả tiền nước tiền nong rồi 45. Nhưng đặc biệt một cái bây giờ là mình nói cho bà con ở quê hương mình Quảng Trị mình đấy, không dám, các tỉnh không dám nói, nhưng mà Quảng Trị mình ai muốn đi phải suy nghĩ kỹ mình mới đi nha, suy nghĩ cho kỹ là mới đi. Còn tôi sống đây là cũng 15 năm tháng rồi, cho nên cái cuộc sống ở đây đủ thứ, công ty có, làm thuê có, lao động có, làm đồng có, làm nông có. Đấy, hồi năm ngoái cái như làm công ty cả đấy, vô ở càng vô ở mấy cái vòm rong này này đó, thì chắc họ không biết rồi. Nhưng mà bây giờ qua tháng 10 bắt đầu là mới vô ở lại, nhưng mà cũng là do cái thời vụ này này đó. Cái thời vụ này hiện tại bây giờ là quá 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 đông đông lắm, cho nên có nhiều người là phải bỏ ra số tiền rất nhiều. Làm là được 5 tháng, chủ giải hạn cho 3 tháng nữa là 8 tháng. Đấy, mà 8 tháng 1 tháng bây giờ mình tính ra 1 tháng là ta làm được 30 triệu đi. Đó, tháng 30 triệu, mình tính là tháng 30 triệu đó. Nhưng mà bà con biết làm sao không? Đó là mình tính như vậy, nhưng mình đi, nếu như ai mà đi là phải đi qua tháng 9 hoặc tháng 10. Đó rồi đi tháng 9 tháng 10 đi qua thời vụ. Bây giờ thời vụ bên đây đó có rất nhiều người là thất nghiệp nha. Thời vụ có bỏ đồng tiền ra là cả hai vợ chồng có rồi, qua đây là cái gì bỏ ra 100 triệu qua đây thất nghiệp. Lâu lâu đi làm ngày đồng, là 2-3 ngày đi làm được ngày đồng thôi, còn chứ bây giờ là còn thất nghiệp chứ không phải là nghe nói thời vụ đi qua làm liền là không có đâu nha. Cái đó là đừng có ấy đó. Lý do sao? Lý do bây giờ là ví dụ một cô dâu hay là một người bảo lãnh như vậy là bảo lãnh ba cặp thì biết bao nhiêu cô dâu, biết bao nhiêu người làm giấy tờ, kể luôn cả hiện tại bây giờ là các tỉnh thành của Việt Nam mình đều có làm được hết luôn. Nó cứ làm vậy không cần người bảo lãnh nhưng mà làm được rồi, nên là thất nghiệp nhiều. Nên ai muốn đi á thì muốn đi một chuyến cũng được, nhưng mà đều đi vào thời gian qua tháng 9 đổ lên cho tới tháng 3, tháng 4 là cỡ đó, là trong vòng đó là lỡ mình có thất nghiệp không ở được trong trại trong này, trong áo sữa này này. Thời vụ là thường thường được vô ở trong này chỗ này thôi nha, chứ không có đi làm đồng đó là không ấy đâu, không đủ ấy đâu. Thời vụ là mấy ông chủ này này, chủ vườn chủ đó là họ bảo lãnh, họ qua đây họ ký vậy, họ bảo lãnh cho mình làm là 5 tháng, họ gia hạn cho 3 tháng nữa là 8 tháng đó. Nên là mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đi. Còn qua đây là nói chung môi giới á, thì tất nhiên là bao nhiêu họ làm hết, tại vì trong đó họ có cái đồng tiền của họ hưởng thụ trong đó rồi, thành thử họ làm càng nhiều. Còn còn qua đây được không được thì cả nó tùy của mình, cho dù biết làm sao. Có rất nhiều người thất nghiệp chứ, hiện tại bây giờ ở nhà nó cả hai vợ chồng nó bỏ ra 90 100 triệu chứ, hiện tại bây giờ là còn ở nhà đó. Nên mọi người suy nghĩ đi.
Còn nếu ai muốn đi thì đi phải làm vậy trong vòng tháng 9. Rồi đi, đi qua rồi xong cả là lỡ không có thất nghiệp đi nữa cũng đi làm đồng rồi được, làm ngoài được. Làm ngoài thì lương nó cũng cao thôi nhưng mà nếu nó không đều bằng trong này đó. Trong này thì mình làm lương thì nó tuy nó rẻ nhưng thì tính mình quán là một tháng là cho 30 triệu, 30 mấy triệu đó. Cỡ đó. Nên mọi người sẽ suy nghĩ cho kỹ, nhắc đi nhắc lại không phải mình ấy là nếu ở đây như tôi hiện tại bây giờ là tôi đây ở đây đụng ra là quá thằng chín rồi tôi mới vô làm nhưng mà hiện tại giờ bây giờ thời vụ nó đông quá chứ những người họ quen biết rồi họ biết chỗ này chỗ kia chỗ no rồi họ biết rồi thì những áo sữa họ cần người là bắt đầu họ vỡ ở hết rồi ngán đâu vỡ ở đấy hiện tại bây giờ tôi đấy định làm xong một mùa cà vừa rồi làm một mùa cà vừa rồi là định nghỉ mấy tháng. Mà cái thời vụ năm này nó mỗi lâu mỗi khó khăn thì thành được vô ở luôn. Đây chứ bây giờ này, họ thảo này, thấy không? Cái sự này bây giờ họ thảo xong bắt đầu họ mới lợp lại trên này hết. Mình vô ở làm qua năm luôn. Đấy, làm những cái này là có người ấy là bắt đầu mình vô mình ở. Mình vô mình ở cho đấy là họ thảo cái sự này là hồi mới lợp lại đàng hoàng họ che. Tủ băng, tủ bạc, đồ các thứ đó mới trồng cá nhá. Đây, hồi năm ngoái làm cá đất. Nó bên tôi làm cá đất. Năm này làm cá giang này. Đấy, cá giang này, cái ống này ống tưới nước này. Găm xuống. Nên mọi người ai cứ đắng đo đi, tôi làm. Còn qua đây là cái như cứ đi vào thằng đo lỡ không có chủ nó không có lãnh được. Đó là họ nói vậy thôi, mấy ấy nó nói chủ lãnh cho thực tế là không có ấy đâu. Chủ đâu mà nhiều vậy một chỗ mà lãnh người biết bao nhiêu hàng trăm hàng tỷ người. Đó là chỉ có những người họ làm giấy tờ đâu họ làm đâu qua chủ ấy nó quen biết nhiều cũng có nhiều môi giới không họ quen biết chủ nhiều thì nó đỡ còn nhiều người họ cũng làm theo vậy hay là hoặc đừng hợp ví dụ mình các tỉnh thành bên Việt Nam mình có ai quen bên đó nhưng mà được phép là coi như làm nhân được làm cho đi thôi nhưng mà đi qua đây là quen biết ai mình suy nghĩ cho kỹ thôi xin chào mọi người nha có khi nào mua cái gì thì nhắn tin rồi gì có nhiều người không hỏi tôi đâu tôi cũng nói như vậy thôi đấy hiện tại bây giờ những chủ người ta cần làm áo sữa này làm lấy ta lợp cũ đi người ta làm lại mới là người ta kêu người vợ hết rồi còn nhưng mà những cái người kia là coi như có người thân người thiết rồi các thứ rồi bão rồi hết rồi luôn rồi đó cho những người bà con ở quê hương mà chỉ có mình làm đi theo cái diện dân được mà qua đây mà làm thời vụ cái nữa hết rắc rối nha nghĩ cho kỹ đi cho bỏ ra là 50-70 triệu làm thì nhanh nhưng mà được thực tế là chưa chắc là làm nhanh là mấy chục triệu tính ra cho làm 2 tháng thôi thực tế đó là nói vậy thôi chứ chưa chắc nữa nha có công ăn việc làm hay không cái nữa quan trọng tôi đây ngoài làm cho chủ kia đó chứ bây giờ nó cứ hành qua thằng 10 làm lại cho nó nhưng mà làm lại chắc gì mình được làm được hay không ấy này này không cảnh đó, bên ngoài đấy bầu trời không gian đấy này tôi ở đây này đây chuẩn bị làm cái này này nó lợp trên này, này sửa sang dọn các thứ ừ. Xin chào mọi người nó có gì video có gì cái gì thì ấy nó xin chào, giờ có công việc rồi nè.